chào cả nhà. Chào cả nhà đã trở lại với kênh Linh in the Netherlands hay là Dutch Web Live. Tụi Linh đang ở một cái vùng gọi là San Nicolas and the Donau. Linh không biết là Linh phát âm có đúng không mà chắc chắn là sai rồi đó. Ở đây là diện tích khoảng 13 km và mật độ dân cư rất là thưa thớt, khoảng 800 người thôi. Ở đây là một cái vùng núi rồi có một con sông rất là lớn. Hôm nay tụi Linh sẽ đưa con của tụi Linh đi bơi, tụi Linh sẽ đi leo núi và mọi người theo chân của tụi Linh đi leo núi và tham quan cái vùng này nhé. Đây là cái con đường làng từ cái chỗ mà nhà Linh ở đi đến hồ bơi. Mấy đứa con Linh thì rất là thích đi bơi, cho nên Linh phải tìm chỗ nào có hồ bơi, chỗ nghỉ có hồ bơi hoặc là gần chỗ nghỉ có hồ bơi. Thì may quá cái vùng này có một cái hồ bơi rất là lớn ở gần đây. Từ nhà Linh đi đến cái chỗ hồ bơi là khoảng 500 m. Mọi người có để ý không? Phía bên phải của Linh nó có một hàng cây ăn trái. Đây là mùa táo và mùa lê. Chỗ này nè, nhìn phía bên tay trái của Linh, mọi người sẽ thấy là nơi yên nghỉ của những người đã khuất. Linh nghĩ nếu mình sống ở cái vùng này và mình mất đi, mình vẫn ở nằm ở cái thế tựa núi á, thật là thú vị á. Linh nghĩ là như vậy. Và cái chuyện mà trồng cây ăn trái á, thì bên Hà Lan của Linh á, họ không có trồng ăn cây ăn trái dọc đường, chỉ trồng trong những cái sân vườn của nhà thôi. Khác hẳn với là những cái nơi giống như là Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ba Lan gì đó, thì họ trồng cây ăn trái ngoài đường, mà người Hà Lan thì tuyệt đó là không có trồng nha. Linh cũng không hiểu vì sao nữa. Linh nghĩ có một số người nói là tại vì không muốn tốn cái chi phí dọn dẹp ở ngoài đường, cho nên họ không trồng cây ăn trái ở ngoài đường. Hồ bơi nè mọi người ơi. Linh đã tới đây lần này là lần thứ 3 rồi đó. Và họ mới mở cửa. Hai lần trước thì một lần Linh đi không đúng giờ và một lần Linh đi đúng giờ nhưng mà họ đóng cửa. Hồ bơi này là hồ bơi ngoài trời nha. Trời mà lạnh lạnh một chút bơi không nổi đâu. Nghe ồn quá phải không mọi người? Tại vì người ta đang lau chùi cái hồ bơi á. Ở chi phí vào cổng rất là rẻ nha. Con nít từ 0 cho đến 12 tuổi, 0 tuổi hay là trẻ sơ sinh đó, người ta vẫn cho đi bơi á. Là mình chỉ trả có 1,50 đồng. Còn những cái sinh viên á, xin lỗi á, đã giờ Linh đem mất kiến tại vì trói nắng quá. Sinh viên thì trả 2,50 đồng. Và những người một group gia đình á, thì mình chỉ trả có 5 đồng thôi. Rất là rẻ mọi người á. Ở chỗ này á, mình đi là không thể nào mà mang giày cao gót được nha, mà phải mang giày thể thao á. Linh mặc đồ này là không có đúng để đi núi rồi, nhưng mà tại vì mình đi chơi, mình không là dân chuyên nghiệp cho nên Linh không biết đường. Hồi nãy là cái đường gọi là đường tắt á, để leo lên cái dốc này mệt thiệt luôn á. Đi tiếp mọi người ơi. Mình phải kiếm cái cây gì mà để mình chống mình đi mới được. Ở đây có nhiều cây quá mà không biết nó có. Này thấp quá hả? Cái này cao hơn chút. Cảnh thiên nhiên đẹp quá trời luôn mọi người ơi. Có hoa màu hồng nè.
rồi hoa màu vàng, còn ở trên là một cái mảng xanh của cây thông. Ông xã Linh đang tìm cách vượt qua cái vũng nước. Linh thiệt là ngưỡng mộ cặp mắt của con người á nha. Thật ra là khi mà mình nhìn vào hình hoặc là máy ảnh phim đó, mình thấy cảnh đã đẹp rồi, nhưng mà mình nhìn bằng mắt thường á, mình mới thấy là cảnh của mình qua hình ảnh của bầu trời, của những cái giống như là cái khoảng sáng tối khác nhau á, bằng mắt thường của mình cực kỳ đẹp luôn, mà không thể nào diễn tả nổi bằng cái camera. Dù nó xịn cỡ nào đi nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ bằng cái cặp mắt của mình đâu mọi người. Ảnh đang thông nước cho nước đi chảy xuống để mình dễ đi nè, cho người khác dễ đi chứ không phải mình, tại vì mình là muộn rồi. Có tâm ghê á. Nghe tiếng suối chảy không? Anh xã Linh nói là đi cái đường này sẽ đi lên núi nữa. Thôi kệ, tin ổng đi, tin ổng mấy chục năm rồi, tin lần nữa. Trong rừng thì có nhiều loại nấm lắm rồi nha mọi người. Nhìn đây, không biết Linh nhớ là loại nấm này có thể ăn được, có thể nha. Tại vì Linh chưa có học qua cái phân biệt loại nấm ăn được và loại nấm độc. Nhưng mà Linh thấy ở ngoài chợ thì có bán cái loại này, nhưng mà không biết có đúng hay không nha mọi người. Ở đây có loại khác nữa nè. Trời ơi, nãy giờ Linh đi Linh mệt muốn chết luôn á. Đường này dốc thẳng đứng luôn á nha mọi người. Ây, may là hồi sáng Linh biết khôn á, Linh ăn thiệt là nhiều, mà đi nãy giờ muốn đói nữa rồi đó. Chẳng biết đi tới đâu nữa mà cứ đi lên tiếp hoài vậy đó. En je loop je een beetje door, het zit vol met muggen hier. Oh, sorry, cameraman. Chết rồi, ông đứng ở chỗ toàn là mũi không, tội nghiệp ông quá. Đi 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 theo em. Nói thiệt nha, giờ Linh không biết nói cái gì luôn á, tại vì mệt quá trời. Mọi người thấy là Linh đang đi trên con đường rất là dễ dàng đúng không? Nhưng mà thật ra là Linh mới vừa vượt qua một cái đoạn núi mà gọi là đường mòn á, không có dễ đi như vậy đâu. Cho nên bây giờ Linh thở rất là mệt. Cha mẹ ơi, đi cái đường này sao mà nó sình bùng không à? Ông nói là cái đường này là đi xuống được nè, mà mình thấy là trên cái bảng chỉ dẫn á, nó cũng nói là đi xuống một cái đường này. Trời ơi, nước suối nó chảy ướt chân hết luôn á. Nấm nữa nè cả nhà. Trời ơi, chỗ này nó mũi kinh khủng luôn á nha. Mọi người đi chỗ này là nên mặc đồ màu sáng và tay dài, quần dài luôn. Linh chắc sáng nay nhờ thần núi chỉ bảo hay sao mà mặc đồ màu sáng và mặc quần dài. Nếu không chắc cũng nát cái chân, nát cái người lên rồi á. Nó ra được đường lớn rồi nè, nhưng mà Linh không có thích đường lớn lắm, tại vì đường lớn có xe chạy, mình đi mình phải tránh xe chạy dữ lắm, và sợ họ không thấy mình thì sẽ có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra. Thì ra văn hóa sinh nhật đặc biệt ở bên này cũng giống như ở Hà Lan. Ở đây là sinh nhật lần thứ 30 của anh Andy. Họ treo bong bóng và hình, cả những cái tấm hình xấu xí nhất của mình họ cũng treo ra ngoài đường cho người ta coi. Đây là những khoảnh khắc đặc biệt của họ. Và ở Hà Lan cũng vậy á mọi người. Khi sinh nhật lần thứ 50 của người phụ nữ hoặc là đàn ông, họ sẽ có những cái trang trí khác nhau ngoài cửa. Cái nhà leo núi với Linh có mệt không? Linh thì mệt lắm rồi đó. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Linh sẽ đi vào những thành phố lớn của nước Áo vào những ngày sau. Mọi người đừng có bỏ dở cái clip của Linh sau này nhé.